Chuẩn bị đang rơi vào lớp thấy trong người nằm nỡ. Lịch sử khó học vì chữ chi chít khó đảo. Quay cuồng đầu óc ôi phát khóc. Học lịch sử có khó thật không? Học lịch sử không khó đâu. Hãy đến đây ta cùng nhau học nào. Học lịch sử bằng âm nhạc.